Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 585 của Số Công Nghệ TD. Hôm nay thứ hai đầu tuần thì chúc tất cả các bạn có một tuần làm việc vui vẻ và hạnh phúc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Hữu Quốc là: anh Lương ơi, em muốn nâng thêm một thanh RAM 8GB bớt 3200 cho Lenovo Legion 5 thì giá bao nhiêu ạ? Cảm ơn anh và chúc anh nhiều sức khỏe. Em ơi, một que 8GB bớt 3200 và RAM mới bây giờ anh cung cấp của Samsung và Kingston thì anh đang bán với mức giá là 1.1 triệu em nhé. Bạn Hoài Phạm thì có hỏi là: chào anh, máy tính laptop dùng bao lâu thì nên đi vệ sinh máy và thay keo tản nhiệt cho chip vậy ạ? Anh trả lời giúp em, cảm ơn anh, TLD. Em ơi, thông thường một chiếc máy mà để hoạt động nhiều thì thông thường khi em mua trong chế độ bảo hành từ 1 năm thì sau 1 năm thì chúng ta sẽ đi bảo dưỡng lại. Và có những máy nó được bảo hành 2 năm thì 2 năm sau chúng ta mới đi bảo dưỡng. Thông thường việc mà bảo dưỡng ấy nó còn phù hợp và là nó còn ở trong cái yếu tố ví dụ là em dùng nhiều hay dùng ít. Ví dụ trong cái môi trường mà bụi bẩn. Bụi bẩn chẳng hạn mà sử dụng mà thường xuyên liên tục thì có khi đến 6 tháng người ta đã đi bảo dưỡng rồi. Và có những người mà sử dụng trong môi trường văn phòng ít thì 1 năm, 2 năm mới phải đi bảo dưỡng. Ở đây thì chúng ta lên cài thêm một cái phần mềm test mình đã hướng dẫn mọi người rất là nhiều. Đó là phần mềm Full Max chẳng hạn để test để các bạn sẽ thấy là nhiệt độ máy nó hoạt động nó đang là bao nhiêu. Hoặc các bạn có thể cài thêm một phần mềm là MSI AV Valor. Khi các bạn sử dụng các phần mềm về đồ họa hay là khi các bạn chơi game thì mình đã hướng dẫn trên một số video rồi. Thông thường một chiếc máy nó hoạt động nhiệt độ ổn định nó sẽ từ khoảng từ 60 đến khoảng 85 độ C. Còn một chiếc máy mà chạy ở mức trên 90 độ C mà chạy liên tục mà các bạn sờ vào máy cảm thấy nó nóng ran và treo đơ đơ giật giật thì những trường hợp đó là keo tản nhiệt đã khô và có thể là những cái hệ thống làm mát quạt các thứ là nó đã kín hết bụi bên trong rồi. Thì các bạn cần vệ sinh lại và làm sạch, sau đó tra cái lớp keo đặc biệt như ở bên mình là tra keo mới 4 thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp và máy luôn mát bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo là: em có con Aspire năm 2021 i5-1135G7 RAM 8 SSD 1T thì em muốn đổi qua dòng ZenBook hoặc là NV mỏng nhẹ thì em nên bù thêm bao nhiêu tiền ạ? Em ở Hồ Chí Minh. Em ơi, thứ nhất là em muốn đổi một chiếc máy thì em phải mang qua cửa hàng. Còn thông thường một chiếc máy mà cấu hình như này, dòng Acer Asus 5, máy mà còn đẹp nếu mà hàng hãng ổ 1T thì anh sẽ nhập được cho em khoảng 10 đến 11 triệu để em đổi máy em nhé. Còn nếu mà hàng sách tay thì sẽ có mức giá nó rẻ hơn khoảng 1 triệu thì em cân đối. Lưu ý là hình thức máy còn đẹp mà máy còn hoạt động ổn định nhé em nhé. Câu hỏi tiếp theo là: em có con Dell 7510, chip Xeon E31535M, RAM 64GB, màn 4K, card M2000. Máy vẫn còn đẹp và vẫn dùng bình thường. Giờ em muốn đổi máy lên 7530, chip Xeon, màn 4K thì bên mình có hỗ trợ không và em phải thêm bao nhiêu tiền ạ? Em ơi, chương trình anh thì hiện nay đang chạy chương trình thu mới đổi cũ thì anh đã làm rất là lâu rồi, 10 năm nay rồi. Thì em cần đổi máy thì đầu tiên em mời em qua cửa hàng để chúng ta có thể là check máy. Một chiếc máy cấu hình như của em mà máy còn tốt, ok thì anh sẽ nhập lại khoảng 15 triệu em ạ. 15 triệu, còn máy mà xuất sắc đẹp thì anh sẽ nhập khoảng 16 triệu. Trong khi đó bản Poreson 7530 mà em yêu cầu cấu hình như này, chip Xeon màn 4K thì chúng ta sẽ có mức giá khoảng 25 triệu tại thị trường tùy vào option và cấu hình em nhé. Thì em cứ qua cửa hàng thì anh sẽ đổi máy cho em nhé. Câu hỏi tiếp theo là: anh cho em hỏi con Lenovo V5G2 thì có thể chơi game trên giả lập được không? Và với cả game Liên Minh Huyền Thoại nữa. Lenovo V5G2 thực ra Liên Minh Huyền Thoại mà chơi giả lập thì anh nghĩ nó cũng không, nếu mà giả lập những game 2D hoặc như giống như Liên Minh ấy thì nó không lặng mấy đâu. Em chỉ cần RAM 8GB của ổ cứng SSD256 và trang bị chip là i5 thì cũng được. Nếu mà máy của em mà được trang bị i5 chip H thì anh lại chưa chết con V15 này cấu hình như nào. Nếu mà chip H hoặc là những cái dòng máy chip HQ thì chơi thoải mái, còn kể chip U thì em sẽ chơi ở mức FPS tầm khoảng từ 40 đến 60 em nhá. Câu hỏi tiếp theo của bạn Long Trề là: học công nghệ thông tin thì chọn laptop Acer Top Gaming hay là laptop Lenovo ThinkBook 14 ạ? Anh có thể đáp ứng được 4 năm học không ạ? Thứ nhất là trong cái nhu cầu mà em sử dụng máy thì em phải tính là em làm gì, công việc gì. Còn những chiếc máy này đều là những chiếc máy đời mới được sử dụng trong 4 5 năm để học là chuyện hoàn toàn bình thường. Ví dụ dòng Top Epic 506 thì được trang bị thứ nhất là CPU khỏe và có VGA rời là cực kỳ mạnh. Nó sẽ phù hợp với các bạn mà sử dụng các phần mềm về kỹ thuật, đồ họa, dựng phim và chơi game. Trong khi đó thì với ThinkBook 14G3 thì đây là chiếc máy ở phân khúc học công nghệ thông tin phổ thông tầm trung và không được trang bị VGA rời, và dòng CPU này mặc dù là khỏe nhưng đây là dòng CPU tiết kiệm điện. Nó chủ yếu phục vụ các công việc mà ít liên quan đến nhiều đồ họa và chơi những tựa game tầm trung thôi. Còn nếu mà nó so về cấu hình và hiệu năng thì chắc chắn là chiếc Top sẽ hơn em nhé. Câu hỏi tiếp theo là: có con XPS 9380 màu gold nào không anh ơi? Em ơi, hôm trước thì 9380 màu gold. Em ơi, nếu mà bản i5 mà anh kiếm được màu gold thì giá anh đang bán cho em khoảng 16.500. Còn nếu anh có bản i7 màn 4K thì anh lại có con 7390 em ạ. 7390 nó là cao hơn dòng 93
9380 là một đời, được trang bị dòng CPU i7 đời 10 RAM 16GB DDR5-12 màn 4K, máy 99% màu gold. Anh bán cho em mức giá là 24.500 em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lâm Hoàng là em có con máy ThinkPad T480S Core i7-8650, em mua ở shop anh được 1 năm rồi và đổi ngang sang con 9570 được không anh? T480S thì thứ nhất nếu mà có thu mua lại và i7 thì giá thị trường bây giờ nó đang như bọn anh đang thu mua cửa hàng máy còn đẹp thì anh thu mua được 12 triệu. Mà em đổi với XPS 9570 thì ở đây nó cũng rất là nhiều cấu hình. Đấy, thì chắc chắn là em phải bù thêm tiền chứ không đổi ngang được em nhá. 9570 bởi vì là cửa hàng anh thu và anh bán cho em ấy thì anh sẽ phải bảo hành cho em. Nó sẽ bao gồm cả tiền chi phí bảo hành và chi phí nhân viên phục vụ. Thì em sẽ phải trả một mức giá cao hơn khi em bán lại chiếc máy T480 thì anh chỉ check thời điểm đó và em sẽ không có nghĩa vụ phải bảo hành. Hai anh em mình thảo luận được giá thì anh sẽ nhập vào, bởi vì là đi buôn thì em sẽ phải chênh mất một vài triệu. Đây cứ nói thẳng trước như vậy. Còn con máy của em thì giá thị trường bây giờ máy mà còn đẹp nó khoảng 12 triệu thôi em nhá. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thắng Phạm Đức là con mình học cấp 3 và tư vấn cho mình con laptop phù hợp đời mới ạ. Ở shop mình có hỗ trợ bán online không? Hiện nay việc mình mua bán online là chuyện cực kỳ đơn giản. Anh chỉ cần bốc số đến số điện thoại của em 017-357 và 4 số 9 ở cuối, em sẽ giao hàng cho anh tại nhà. Các cháu học cấp 3 bây giờ thì em nghĩ là anh nên đầu tư những chiếc máy từ khoảng 10 đến 15 triệu tùy vào cái khả năng tài chính của mình. Bởi thực tế các cháu học cấp 3 thì chưa sử dụng quá nhiều về máy tính, mà chủ yếu cái công năng khi các cháu cấp 3 hoặc đại học sau này ấy, thì chủ yếu là vào mạng này, tra cứu thông tin và sử dụng những cái phần mềm đồ họa ở mức cơ bản thôi, và chưa học tập nhiều thì đầu tư khoảng tầm 10 đến 15 triệu là ok. Với tầm tiền này hiện nay mà tầm 11.500 thì hiện nay cửa hàng em đang có Dell Inspiron 3505. Chiếc máy được trang bị dòng CPU Ryzen thế hệ thứ 3 3450 RAM 8GB DDR5-256 và đặc biệt được trang bị màn hình cảm ứng luôn. Anh cửa hàng đang bán với mức giá là 11.990. Còn nếu mà mua phiên bản i5 mà là 3511 thì cửa hàng đang bán ở mức giá là 15.500.000. Và có rất là nhiều option của các thương hiệu, của HP cũng có này, của Asus cũng có này, của Acer cũng có, Lenovo cũng có. Thì mình có thể alo trực tiếp với mình 077-357 và 4 số 9 ở cuối được tư vấn thêm bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo là bên mình có bán con Dell 5591 i5 chip H không ạ? Con này cửa hàng còn hàng nên em qua cửa hàng em nhé. Anh có cả bản i7 giá bây giờ cũng tương đối là tốt rồi. Bạn Trịnh Hữu Dũng thì có hỏi là em là sinh viên năm nhất ngành công nghệ máy tính, em có 10 đến 20 triệu thì máy nào cần thiết cho việc học tập ạ? Mong anh tư vấn và chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh. Cảm ơn em nhé. Với tầm 10 đến 20 triệu thì cái khoảng cách anh thấy là nó hơi dài đấy ạ. Nếu mà 10 triệu bây giờ nếu mà để học công nghệ thông tin và sử dụng ít về đồ họa ấy, thì hoàn toàn có thể mua cái giống cái câu hỏi của bạn ở trên. Đó là có thể mua những chiếc máy tầm trung ở phân khúc phổ thông, nó trang bị i3 hoặc i5 đời thứ 11 thì giá dao động tại thị trường thì nó sẽ dao động từ 12 đến 13 triệu. Hiện nay cửa hàng này có các thương hiệu Dell. Em ví dụ cho em để em có thể tìm hiểu thêm nhá. Ví dụ như là Dell Inspiron như anh có là 3511 chẳng hạn, được trang bị i5 1135G7 RAM 8GB DDR5-256 hoặc là 1111 hoặc là 1035G1 thì con này rẻ hơn, anh bán với mức giá là 13.500, đều được trang bị i5. Còn nếu mà cao cấp hơn thì em sẽ sử dụng những dòng máy được trang bị vỏ bằng hợp kim nhôm. Ví dụ như là Dell Inspiron 5510 hoặc Dell Inspiron 5510. Đấy, nó được trang bị dòng CPU i5 thế hệ thứ 11 và là trang bị chip H, vỏ nhôm và màn hình IPS, sẽ có giá khoảng 17-18 triệu và có rất là nhiều thương hiệu khác. Còn nếu mà tầm khoảng 20 triệu thì em có thể đầu tư một phân khúc nữa, đó là những chiếc laptop gaming. Thông thường các em sinh viên là rất thích những chiếc laptop gaming, bởi vì gaming sẽ cho một chiếc máy mới có cấu hình mạnh, vừa có thể khả năng chơi game, vừa có khả năng làm đồ họa, xem phim, lướt web giải trí đều rất là ok. Tầm tiền này thì anh giới thiệu cho em là chiếc Dell Inspiron 5511. 5511 em nhé, được trang bị dòng i5 11400H. Em này CPU có tới tận 6 lõi 12 luồng, RAM 8GB SD256GB, VGA là RTX 3050 luôn. Thì giá thị trường đang bán là 19.500. Ngoài ra thì có rất là nhiều dòng máy khác để em có thể lựa chọn, bởi vì trên video thì anh cũng sẽ không nói được hết. Thì em có thể tham khảo thêm qua 24laptop.vn, hoặc em thích chiếc máy nào anh giới thiệu thì em có thể xem trên YouTube của TND để tìm hiểu em nhé. Câu hỏi cuối cùng của bạn Hoàng Phạm có hỏi là: anh ơi, em vừa mua con Dell 5520 cũ về để học Solid với AutoCAD thì có ổn không ạ? ProRyzen 5520 là một trong chiếc máy chạm mỏng nhẹ có chất lượng màn hình cực kỳ tốt và cấu hình của nó cũng cực kỳ ok, phù hợp cho các lĩnh vực về đồ họa. Và đã là một dòng máy chạm thì em có thể sử dụng mọi công việc như là đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết. Với tầm tiền của những chiếc máy này hiện nay đầu tư từ khoảng từ 13 đến khoảng 20 triệu thì em có rất là nhiều option bằng cấu hình. Anh nghĩ trong tầm tiền này nó sẽ vẫn là phù hợp với công việc của em. Đấy, mà đặc biệt là máy mỏng và chất lượng màn hình thiết kế của nó cực kỳ tốt. Tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%, rất ok trong ngành của em nhá.
Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp ngày hôm nay, và cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số hồi đáp này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook hay các câu hỏi về phần mềm, phần cứng, đánh giá máy, nâng cấp máy, quý vị các bạn vui lòng đặt câu hỏi dưới cái topic này, hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho mình 017 357 và 4 số 9 ở cuối để được giải đáp nhé. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TĐD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.